Today, and you listen to me, Clea, and you listen to me. Hello, hello. Hello, hello. Hello, everybody. Chấm vô đây là ma hồng. Hello, hello. Hello, everybody. Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Một mụn vô di quá trời vô di. Điểm nhấn. Xin chào mọi người. Alo. Hello. Tém lại bớt cái nếp nè, kỳ quá. Trời, mất cái đuôi luôn. Mình nghiêng qua đây thì mình sẽ không thấy một mụn. Merry Christmas mọi người. Mặc dù hơi sớm không sao. Alo, mọi người ơi. Alo. Chờ mấy bà mèo của tôi chạy tùm lum. Mấy bà mèo ơi. Đợi mẹ một xíu nha. 5 giây. Hello mọi người. Ngày hôm nay thì Nam Em sẽ giới thiệu cho cả nhà một cây son mà phải nói là Nam Em rất là đam mê nha mọi người nha. Thì có một câu chuyện xích ra đây để mọi người thấy mặt. Thì đây cây son Candy Love. Qua đây thì cái chữ nó hơi bị, tại em quay cam trước á mọi người, nên là nó bị cái chữ nó bị lật lại á. Sao để cho mọi người thấy được cái tên Candy Love nha mọi người. Candy Love không biết cái này có bị lật. Vẫn bị lật. Giờ sao ta, thôi chút nữa em sẽ có hình chụp lại cho mọi người nha. Cái cây này chắc mọi người ai cũng biết rồi, Candy Love. Thì cái sự tích em kể mọi người nghe, em có một cái sự tích với Candy Love.
làng giày. Em thấy cây son này hot quá, em có đặt mua. Em đặt mua cái màu à, hình như là màu 07. 07. Đây. À không, không phải 08, đúng. 08. Đây, cây son 08. Em có đặt mua cây Candy Love màu 08 nha mọi người nha. Thì lúc đó là hình như là giao trễ có mấy ngày thôi á, thì shop có inbox với em là bạn ơi mình giao trễ này nè, thì nếu mà bạn không phiền thì cho mình tặng thêm bạn một cây nữa. Thì nam em mới nói là à thôi không được, không sao, mình mua thì mình lấy thôi chứ mình không có cần phải tặng thêm đâu. Thì bây giờ Candy Love đã tặng cho mình nguyên một set luôn cả nhà ơi, cả nhà ơi. Từ khách hàng mới mua thành khách hàng thân thiết và được tặng nguyên một set nha mọi người nha. Sướng chưa, sướng chưa? Thì đây, hiện tại năm em đang đánh trên môi là màu à. Đâu vậy? Sao nhầm? Mọi thứ nó tự nhiên nó cồng kềnh. Màu à. 01 nha mọi người nha. Maria, 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 Maria. Thấy mọi người ta làm chuyên nghiệp mà sao tôi làm không cảm nha mọi người nha, em không phải beauty blogger nên là làm nó không có chuyên nghiệp lắm. Này là màu 01 nha mọi người nha, Candy Love màu 01 nha mọi người nha. 01 đó, mọi người thấy 101 không? Đó, màu 01 là hiện tại em đang đánh nha mọi người nha. Thì bây giờ em đánh thêm một lớp nữa cho mọi người nhìn. Đây, cái này em thích quá, em gỡ ra em xài trước rồi. Thì nó là như này, nó có cái tem, thì gỡ ra là mình xài thôi. Cái này là thuộc loại dạng son kem nên là nó rất là lì và rất là thích nha mọi người nha. Nè mọi người nhìn nè, đó, cái màu son nó rất là tươi xanh, rất là xịn sò. Đây, let me show you. Trời. Sorry, mới chích vaccine xong mặt hơi nổi mụn. Sorry, so sorry. Kỳ quá. Không cảm nha mọi người nha. Đó. Đó, này là màu 01, đánh rất là tay nha mọi người nha. Cái này mà mọi người đi đâu mà make up hơi kiểu tay tay là quánh màu này rất hợp nha mọi người nha. Màu 01. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình rất là thích cây này luôn. Thích chưa, thích chưa? Đây, để Mỹ test ra tay. Mỹ test ra tay cho mọi người coi để mọi người nhìn nó dễ hơn. Màu 01 của Candy Love nha mọi người nha. Tay em đây. Quét sao trời, người ta quét chuyên nghiệp lắm, tôi quét thông cảm nha mọi người. Lần đầu tiên hơi bỡ ngỡ. Đây. Quét sao cho đúng ta? Mình quét quét. Đây. Thấy mọi người ta quét nhỉ. Ôi người ta làm đẹp lắm mà sao mình làm cái ghê vậy trời. Kỳ quá. Xấu hổ quá. Đây, em test ra tay là nó ra màu vậy nha mọi người nha. Trời ơi. Sao đưa cái tay lên cái mặt tôi nó xấu hẳn luôn vậy. Che lại. Đây nha mọi người nha. Em test vào cái tay thì cái màu của nó là như thế này khi lên da nha mọi người nha. Thì da em thuộc dạng da châu Á nên là quánh màu này cũng rất hợp. Đó. Xịn không? Còn ai mà ban ngày mà muốn make up theo kiểu mà nó natural, nó đơn giản á, thì mọi người đừng có quánh hết môi. Mọi người quánh lòng môi thôi. Mấy bạn sinh viên đi học á, sợ thầy cô la, thì mình quánh nhẹ nhàng thôi. Thì bình thường là mình lấy một lượng nhỏ, mình quẹt vô, mình bậm là được rồi. Tại nãy em quánh sẵn rồi đó, nên là giờ làm cái chiêu đó hơi khó. Để cái màu sau em sẽ làm. Đó. Đó. Thì là quánh lòng môi. Còn quánh full môi là nãy em quánh rồi nha mọi người. Rồi em qua màu 01 nha mọi người nha. Màu 01 nha mọi người nha. Đây em. Đó. Cái này chất son xịn lắm. Rất xịn luôn nha mọi người nha. Xịn lắm. Em make sure là rất xịn.
đảm bảo là mua giờ mua mua về là không có tiếc tiền nha mọi người nha, thích lắm nha mọi người nha. Đã đã ta thì em có check in cái chỗ mà mình mua, mà cái chỗ hàng chất lượng mà hàng tốt á, hàng xịn hàng thật á, thì em đã check in trên Facebook rồi đó. Thì tí nữa mọi người vào đó mua nha. Cây này thì để em kiểm tra lại nha. Ngày xưa em nhớ lúc đó em mua là hình như 600 mấy á, hồi xưa nha. Còn giờ được tặng nên là để em check lại giá. Đây, giá gốc là 590k nha mọi người. Thì sale Black Friday thì chỉ còn có 299k một cây thôi. Và chỉ còn 199k một cây khi mua 3 cây. Có nghĩa là mọi người mua 3 cây thì sẽ giảm xuống còn có 199.000. Còn 149k là khi mua 2 set là 9 cây. Thì sẽ còn có 149.000 thôi. Đó nha mọi người nha. Thì mọi người yên tâm đi, cái này hôm bữa em tính mua đó. Tại em xài hết mà một cây em xài rất lâu, em xài 1 năm chưa hết. Tại vì em test. Em đánh rất là ít. Bình thường ra đường là em chỉ đánh son xong em ra đường thôi, nên là em xài một cây xài 1 năm chưa hết. Em nói thiệt, 1 năm em xài chưa hết. Chỉ có làm mất thì em phải mua lại thôi. Chứ 1 năm nhiều khi em xài không hết cây son nữa. Thiệt, em nói thiệt, mọi người tin em đi. Đây, em cho mọi người coi lại màu 01 nha mọi người nha. Candy Love màu 01. Màu 01 nha mọi người nha. Đây, trời ơi, sao kìa. Xin lỗi mọi người, em hơi vụng về. Sorry about that. Ôi, sự vụng về của em. Trời sao nó dính vô cái dòng mình luôn vui. Đây, yes, that's right. Oh yes. Đây, đây là màu 01 nha mọi người nha. Thì em nhắc lại chương trình hồi nãy em mới nói xong, là giá gốc một cây là 599.000. Và sale Black Friday là chỉ còn có 299.000 một cây. Là hiện tại đang sale Black Friday nha mọi người. Đang sale Black Friday, cái chương trình á là chỉ còn có 299.000 một cây thôi mọi người ơi, mời vô. Và chỉ 199.000 một cây khi mua một lần 3 cây. Mọi người hiểu em không? Là khi mà mọi người đặt mua một lần 3 cây thì mọi người chỉ có cái giá là 199.000 thôi. Còn nếu như mà mọi người đặt mua 9 cây là 2 set thì chỉ còn có 149.000. Đó, em nói lại thêm lần nữa. Em nốt lại thêm lần nữa cho mọi người nha mọi người nha. Đây là Candy Love nha mọi người nha. Candy Love. Yeah. Xong. Bây giờ em qua màu 02 nha mọi người nha. Em qua màu 02 nha mọi người nha. Thông cảm nha mọi người. Này không phải chuyên môn em nên là hơi cồng kềnh. Đây. Để em chùi. Em lên màu 02 cho nó chuẩn. Em chào mọi người. Đó. Em dặm thêm miếng phấn để em lên màu cho nó chuẩn. Đó. Đó, môi thật của em là vậy nha mọi người nha. Trời ơi, sao bữa nay quấn cái nền nó lỗi quá vậy. Trời ơi. Trời, mất cục mụn liền. Đây, 02. Yes. Đây là màu 02 nha mọi người nha. Thì nó cũng không phải là giống nhau đâu. Tại vì mọi người nhìn vậy nên là thấy giống. Nhưng mà thật sự là nó là hai màu khác nhau.
hai màu khác nhau nha mọi người nha. À em sorry mọi người, em lại vùng về nữa rồi, để em test son lên môi rồi em tiếp tục nói nha. Thì lúc mua về em nãy em khui cái 01 xài rồi á, xài mấy bữa nay rồi, nên là cái này là mới nên chưa xài, là nó còn tem còn nhãn đầy đủ, còn siêu nha mọi người nha. Đây màu 02 nha mọi người nha, 02. Trời ơi bổ đường nghiêng đường dọc nó cũng không đúng, thôi kệ đi, mình mình hiểu là được. Mọi người hiểu với em đúng không mọi người ha? Đây màu 02 nha mọi người nha. Đây em lấy lại màu 01 cho mọi người coi. Đây màu 01 đó, nhìn nó khác nhau hẳn nha mọi người nha. Sướng lắm nha mọi người nha. Này là màu đỏ gạch nè, còn này là màu nude nha mọi người nha. Không, thôi đừng nghe lời em. đừng nghe từ điểm em. Mọi người hãy coi màu rồi mọi người chọn nha mọi người nha. Đó, thì bây giờ em quánh lòng môi trước cho mọi người coi. Hồi nãy em nói sai, 149k là 2 set, 1 set là 9 cây. Thì tổng cộng là 18 cây thì mới là 149.000 nha mọi người. Trời em bậy quá, công kênh thật sự. Đây. Đó, mọi người thấy rõ chưa? Nó đó, màu 02 nha mọi người nha. Em đánh trước lòng môi cho mọi người coi. Ôi sự vụng về của em. Đó, bình thường em ra đường là em chỉ đánh sương sương vậy thôi. Đánh vậy là đi chơi rồi, đi đâu cũng vậy, không có make up. Tại vì đi làm nên phải make up. Chứ bình thường em để mặt mộc ra đường em tự tin lắm. Đó, thì nó sẽ tươi hơn xíu. Đó mọi người thấy không? Em mà dâm quá nhìn mặt em mụn không xấu lắm. Thông cảm, em mới chích vaccine nên là hơi nổi mụn, thông cảm. Thông cảm mọi người. Đó, màu 02 nha mọi người nha. 02 nè. Đó, mọi người nhìn rõ chưa? Em chỉ quánh lòng môi xong em tém tém ra thôi. Rồi, bây giờ em quánh full môi cho mọi người coi nha mọi người ơi. Nhà em quánh full môi nè. Đẹp rồi đó chị. Chị dạo này bị bệnh yêu cái sự hoàn hảo em, nên là hao chị cũng không thấy chị đẹp á, không thấy vừa lòng, không hiểu luôn, không, không biết vì gì luôn. Ôi bữa nay bị gì mà tự nhiên buồn về thế. Trời ơi, để em chỉnh lại nha. Trời ơi, sự vụng về của em. Trời ơi, sự vụng về của tôi. Hết lem chưa chạy. Đây, màu 02 nha mọi người nha. Trời, đánh lem quá. Đánh lem quá, trời ơi. Sự vụng về của em. Đó, màu 02 nha mọi người nha. 02 Candy Love. Ừ. Đó, đỏ gạch. Không phải. Cái màu này màu gì tôi cũng, tên tiếng Anh của nó là Kaylee. Kaylee thì phải Kaylee. Thôi đừng nghe từ điển màu sắc của em mệt lắm. Em nói hồi mệt lắm. Đó nha mọi người nha. Đó, màu này thì nó sẽ tươi hơn màu 01 một chút xíu. Và bạn nào mà thích màu mà hơi đỏ gạch á, thì cây này là một sự lựa chọn sáng suốt nha mọi người nha. Em thấy mấy bạn make up có những bạn rất là đam mê đỏ gạch, thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Đó, đó, em đánh full môi là vậy đó. Đó, cười ra là răng trắng sáng liền. Trời ơi, bữa nay bị gì vậy trời? Trời ơi là trời. Răng dính tình lên là cười. Ôi, cười nãy giờ luôn á, đổi quần lên đầu luôn á. Màu
màu cam gạch nha mọi người nha. Trời ơi, bữa nay bị gì chơi? Màu cam gạch nha mọi người nha. Đó. Rất là tôn tôn da. Răng sạch sẽ rồi đó. Quê quá. Đó, bây giờ em sẽ test ra tay cho mọi người coi. Đây. Sự vụng về của em, xin lỗi mọi người. Sao kỳ trời. Đợi em xíu. Trời ơi, quê quá. Bị gì á? Để em quẹt lại cái này nhìn cho nó chỉnh chu. Cái hông nó kỳ lắm. Đó. Đây. Nó rất ghê luôn. Thôi kệ. Mọi người em test ra. Đây, đó em test ra tay thì mày này là màu 02 cam gạch nha mọi người nha, cam gạch. Còn màu 01 là màu nút nha mọi người nha. Đó. Em để nhìn cho nó chỉnh chu chứ thật chất nó như vậy nè. À, ok. Nha. Xong em qua màu son rồi nha mọi người nha. Chương trình Black Friday, em nhắc lại lần nữa. Black Friday chỉ 299k một cây. Thì chương trình Black Friday hiện tại thì là 299.000 một cây. Còn giá gốc là 590.000. Đó. Còn nếu mà mua 3 cây thì còn có 199.000. Và mua 2 set, mỗi set 9 cây, cộng lại là 18 cây thì là 149.000. Trời. Em qua nha mọi người nha. Ôi sự vụng về của em. Thật ra mọi người nhìn em chùi mạnh vậy á thì nó dễ, nhưng mà thực chất nếu mà mọi người so sánh cái mặt bằng chung của các loại son á thì son này theo em được, theo em cảm nhận á gì trời theo em cảm nhận á thì son này có một độ bền rất chặt trên môi. Nhiều khi mình đi đâu mà tiệc tùng ăn uống nhiều á thì chọn loại để cái mặt ghê quá. Chọn loại son này là một sự lựa chọn sáng suốt nha cả nhà nha. Rồi, em qua màu 03. 03 đâu rồi? Oh, oh yes. Màu 03 mọi người ơi, màu 03. Màu này rất tây nha mọi người. Để em thử hợp mặt em không. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hôm ai nhớ em trơn á nha. Không hiểu. Màu 03 nha mọi người nha, màu 03. 03. 03 nha cả nhà. Đây, màu 03 Candy Love. Em đánh trước lòng môi cho mọi người coi nha mọi người nha. Đó, mình đánh thật nhẹ thôi. Mình đánh thật nhẹ thì nó rất là xịn. Đó, trời ơi, xịn quá, xịn quá. Ôi, tô mặt em quá nè, nhìn giống như gái 20. Trời ơi, màu này xịn quá. Nhìn nó nhị thôi chứ, sao mà nó lên đẹp thế. Oh, perfect, perfect. Oh my god.
Đó. Trời ơi, màu này đẹp quá. Đó, mọi người quấn theo kiểu nhẹ nhàng tự nhiên mỗi ngày là màu này best best choice cho mọi người. Rồi, em không nghĩ là cái màu tôi thùi lên môi nó xịn như luôn á. Oh my god, đẹp quá. Đẹp thật sự. Xịn quá, xịn quá mọi người. Xịn thật sự. Xịn quá. Màu không ba nha mọi người nha. Ôi một sự chọn cực kỳ sáng suốt. Oh my god. Nhìn nè, nhìn nè. Đó. Trời. Xịn quá. Đây. Nhìn nó tối thui nó u ám vậy thôi chứ lên môi là xuất sắc nha mọi người nha. Xuất sắc, sự lựa chọn hoàn hảo. Tốt nhất là mọi người nên mua nguyên set thì mỗi ngày một màu đổi qua đổi lại cho đỡ buồn. Đó, trời ơi em thích màu này quá. Thật sự. Nhìn mấy cái nú răng mình cũng kiểu rất là bình thường, cười hở lợi thì nó hơi xấu mà sao cái màu này lên lên môi cười hở lợi nó lại rất là tươi. Hơi lố. Sorry. Rồi, để em đánh full môi cho mọi người coi nha. Em nghĩ là màu này nếu mà người châu Á thì quánh lòng môi là đẹp rồi. Còn nếu quánh full môi thì mọi người phải make up thật đậm, gắn lông mi các kiểu thì nó sẽ đẹp. Đó. Hình như cái găng. Từ từ nha mọi người. Đợi em xíu. Gương thần gương thánh đâu rồi? Trời ơi nhìn vô đó khó đánh quá. Sự buồn về của em. Quánh son mọi người mà quánh mấy cái màu màu đậm mà phải quánh full môi thì phải quánh thật chậm, em quánh nhanh quá nên là nhìn nó hơi mắc cười. Trời ơi. Đó. Nhìn nó sẽ quyền lực. Mà quyền lực ở trời dính. Dính răng. Mà quyền lực nha mọi người. Em đang mặc một cái style rất là nữ tính thì quánh cái này lên nó hơi sai nhưng mà nếu mọi người mà làm theo kiểu style fashion á thì mà làm good mà hồi nãy em đánh lòng môi mọi người đã thấy chưa, trời ơi xuất sắc đó, làm mặt lạnh vô là hợp thôi. Oh my god, look at that, oh my god, beautiful. Gì đây trời. Mọi người ơi, mọi người, em có check in ở trên đây rồi là ở em xin lỗi nha. Nào em lát quá. THD Cosmetic. THD Cosmetic thì mọi người vào cái chỗ mà em check in á thì mọi người mua để tranh thủ được khuyến mãi Black Friday nha mọi người nha. Alo alo. Đây màu 03 nha mọi người nha. Ui tuyệt vời mọi người ơi, tuyệt vời. Tuyệt vời lắm, tuyệt vời. Best choice. Ta, rồi. Ý mình cũng phải test cho tay nữa. Trời ơi, sự vụng về của em.
hồi nãy mình để cái này cho bự vô rồi bây giờ làm sao mà nó tày quầy hết cái tay vậy trời ơi. Cô em ơi, cô em đã không biết làm gì luôn. Đây sao kỳ vậy, em vẽ đây nó đều lắm mà sao lật lại nó. Oh my god. Em xin lỗi. Này ôi sự phân biệt. Đây em test lên. Em test lên tay màu 03 là nó màu như thế này nha mọi người nha. Ôi sự phân biệt của em. Đừng cười em nha. Em cảm ơn. Đó. Rồi em qua màu này nha. Ủa sao vậy mọi người? Bà cứ trời ơi sự vụn về của em. Không phải vụn về thiệt mấy trời ơi hiểu không? Chứ bình thường đâu có vậy đâu trời. Nó nói ai nhập á. Thôi không nói nữa. Nói nhiều quá nó cũng bị khó chịu đúng không? Tấu hài đâu trời. Đó. Màu này một bánh sương sương là môi hay là xịn ai. Đà, quánh cho mặt dày lên cho đỡ quê. Rồi. Em qua màu 04. 04. Đây 04. Oh my god. Màu hình như là cái màu váy em đang mặc luôn á mọi người ơi. Mọi người ơi. Đây, cảm giác gỡ siêu là một cảm giác cực kỳ sung sướng và hạnh phúc nha mọi người. Là con gái thì phải có một cây son trong túi. Đi đâu không có son là coi như là giống như mình không có tự tin á. Nhiều khi ra đường mà mặt tái mét nó cũng kỳ. Ôi dồi màu không bún. Đẹp quá. Nhìn thôi là thích rồi. Không biết đánh lên môi như thế nào. Tuyệt vời mọi người ơi. Trời ơi. Thật sự rất xịn. Tuyệt vời. Màu 04 nè mọi người ơi. Oh my god đẹp quá. Đây. Em lấy ra cho mọi người coi nha. Đó. Tranh thủ khuyến mại. Tranh thủ khuyến mãi Black Friday. Mua liền mọi người ơi, mua đi. Trời ơi, đừng chờ gì nữa. Chờ gì giờ này. Merry Christmas. Tự thưởng cho bản thân mình nào. Đó, em quấn lòng môi thôi. Đó, là mặt em khác liền ha. Chứ để cái môi tái mét là ai cũng tưởng bị bệnh. Đó. Màu 04 nha mọi người. Đó, xịn chưa? Đây, màu 04. Candy Love 04 quấn lòng môi. Quấn lòng môi thôi. Là nó như thế này. 04 nha. Không bốn quánh lòng môi. Ok bây giờ em quánh full môi. Quánh full môi cho mọi người coi màu 04 nha. Yên tâm đi mọi người, hình như là tới 9 cây lận đó. Em còn 5 cây nữa. Sự lựa chọn hoàn hảo. Mọi người đừng đi đâu hết. Em còn tận 9 cây.
9 cây son nha mọi người. Đủ màu, đủ loại. Bạn nào á mà sợ bị ô về mà khi quánh full môi á thì mình quánh môi dưới thôi, xong mình bậm lên là vừa. Chứ đừng quánh nhiều son quá nó cũng không đẹp. Mình nín được vừa thì nó vừa đủ xài. Đó. Ôi, cảm giác son nó chạy lên môi là một cảm giác sướng thật sự. Sung sướng. Nó đã có được kinh nghiệm sau khi quánh tới cây thứ tư. Đây là màu 04 nha mọi người nha. Đó, nhìn xa xa thì tùy theo ánh sáng nó sẽ lên cái màu khác nhau nha mọi người. Đó. Yeah. Look at that, beautiful. Xịn chưa? 04. Tuyệt vời nha. Xịn á. Bây giờ em test ra tay. Bây giờ lật lên như thế này. Sao chạy? Test lại trên đây đi. Đợi em xíu, em sắp xếp lại trật tự trong ngôi nhà này. Quá trời sự dụng về. Đây, sau khi có kinh nghiệm 4 cây thì em đã có kỹ thuật lên màu. Ôi giời ơi, mọi thứ đều có thể thay đổi. Đây, màu 04 khi mà lên tay mình nó sẽ như thế này nha mọi cả nhà nha. Đó, màu 01 là màu nude, 02 là cam gạch, 03 thì em không nhớ, hình như là màu rất sao nó bậy mất công đó. Màu 04 là màu đọc một cái tên dưới đi. Scarlet. Scarlet. Đây, đó, 4 cây đang nằm trên tay em, 4 màu nha mọi người nha. Rồi, em qua cây này nha. Ủa? Mọi người đâu hết rồi? Năm em ơi, bà còn nhớ lúc học chính trị ở Mỹ Tho không? Nhớ nha mọi người. Nhớ nha bạn ơi. Ngày xưa là mình được bổ nhiệm đi học lớp chính trị. Đó, xịn chưa? Tốt tem. Đây, cảm giác thật sung sướng. Thật sung sướng, thật sung sướng. Không nằm nha cả nhà nha, không nằm. Nhìn nó hơi ngược ngạo xíu nhưng mà kệ đi. Tự tin khoe bản lĩnh. Yeah, màu 05 xịn lắm nha mọi người ơi. Trời ơi, nhìn ghê. Beautiful. Đây. Màu 05. Trời ơi. Sao nó đẹp dữ vậy? Mọi người thấy chưa? Nhìn thấy rõ chưa? Trời ơi. Nó còn đẹp hơn em nữa. Son mà còn đẹp hơn người nữa. Để đánh lên môi. Bậm bậm. Quánh nhẹ nhàng. Bậm bậm. Màu này quánh đi học không ai biết. Mình đi quánh son. Đi học thầy cô không biết luôn. Hồi xưa em nhớ đi học là không được make up, không được nến son. Không biết bây giờ cái luật nó còn không, em không biết.
Nhưng mà màu này xịn quá mọi người ơi. Nhìn nè, thích chưa? Trời ơi, cái màu son thật là tê tái. Đẹp thật sự. Đẹp lắm. Đẹp lắm nha mọi người. Cây này là phải sở hữu. Phải có liền trong túi. Trời ơi. Ai mà bánh bèo yếu đuối á, là cây này là best choice nha mọi người. Best choice. Đây. Sự bánh bèo yếu đuối của em đã va vào cây son này. Oh my god, đẹp quá. Đẹp thật sự. Rồi. Em đánh full môi. Em làm nhanh lên. Em làm lâu quá, mọi người bỏ em đi hết rồi. Thao tác nhanh lên. Đây mọi người ơi, cái nhà ơi, cái nhà ơi. Em đánh full môi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, em đánh full môi rồi. Đây là màu 0505 nha cả nhà ơi. Màu 05. Đây full môi. Đó full môi. Màu 05 mọi người ơi. 0505. Hello. 05 nha mọi người nha. Rồi em test lên tay. Em test lên tay màu 05 cho mọi người coi nha cả nhà ơi. Đó, trời ơi. Xuất sắc. Xuất sắc nha cả nhà. Em test lên tay là nó như thế này nha cả nhà. Trời ơi, nhìn màu son nè, quyến rũ thật sự. Năm màu, mỗi màu khác nhau, không màu nào giống màu nào. Thể hiện cá tính tự tin bản lĩnh. Đó, đây là em đang đánh 05 nha cả nhà ơi. Alo, alo, 0505, alo. Black Friday 299 ngàn một cây. Alo, alo. 299 ngàn một cây nha cả nhà nha. Đẹp quá. Đẹp thật sự. Rồi. Em qua màu 06. Em làm chậm quá mọi người. Quên em luôn rồi. Em còn 4 cây nữa. Mọi người đừng đi đâu hết. Em còn 4 cây nữa. Đừng bỏ em. Đừng bỏ em. Mặc em nơi đây một mình. Yeah, 06. Oh my god, my favorite. 06 nha mọi người ơi. 06, màu 06, bóc tem, bóc lẹ. Cho mọi người tranh thủ ăn cơm, đi coi tivi hay đi chơi hay đi đâu đó không biết. Thấy mọi người không ở đây nữa nên tranh thủ thao tác lẹ. Mọi người ơi, Black Friday 299 ngàn một cây. 299 ngàn một cây. Như kêu lô tô. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì đây con, gì đây ra, gì đây. À, gì à? Gì tim. Hát hồi thành hát xàm. Lầm môi. Đây. Trời ơi. Sự xuất sắc. Trời ơi, xuất sắc. Xuất sắc mọi người ơi. Mọi người thử đi. Nhìn lòng môi nè, xịn chưa. Trời ơi, không thể tin được. Trời ơi, sao mà có thể đẹp như vậy được. Đẹp thật sự. À, đẹp quá. Không, cơ bản là môi em vấn lòng môi là nó đã đẹp rồi. Và người châu Á mình vấn lòng môi là đã xịn rồi. Còn ai mà thích tay á, thì phải make up đậm xíu thì hãy vấn full môi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà làm theo kiểu em đang làm là nhẹ nhàng trong sáng hoặc là tiểu thư ổng đảnh á, thì là vấn lòng môi là một sự
Lựa chọn tuyệt vời, không thể nào tuyệt vời hơn. Đó, mọi người thấy chưa? Không sáo, mọi người ơi, không sáo. Chất kem mềm mịn, chất kem mềm mịn xịn sò. Trời ơi, đây em test ra tay cho mọi người coi nha. Trời ơi, màu này là màu gì vậy mà sao đẹp quá vậy? Đây, màu không sáo nha mọi người, nhìn bảng màu đi. Sáu màu là sáu cái màu sắc khác nhau, không có màu nào đụng màu nào. Mọi người mua về nguyên set xài, xài cả năm chưa hết. Mọi người thử tin em một lần đi, xài cả năm không hết. Black Friday 299.000 một cây thôi. Chắc em không cần quánh phun môi đâu nhỉ, em qua luôn nhé, được không? Black Friday, vào shop check in tại THD. THD gì quên rồi ta, THD gì em, Cus gì, THD Cus, à Cosmetic, THD Cosmetic check in để được Black Friday 299.000. Trời ơi, sở hữu một cây son chỉ có 299.000, cực kỳ tuyệt vời, không thể nào có một sự lựa chọn, không thể nào có sự lựa chọn nào tốt hơn. Best choice. Không sao, em qua nha. Em thôi để quánh lần môi luôn cho mọi người coi. Ủa, quánh full môi. Trời. Nhìn nó đậm vậy thôi nhưng mà nó đậm thiệt. Đó, tại vì nó là màu kem nên mọi người phải đợi cho nó khô thì nó nhìn mới xịn được. Chứ mới quánh thì nó phải tày quầy là đúng rồi. Trời ơi, trời ơi, xuất sắc. Ủa, không sao mà. Em chân thành xin lỗi mọi người. Hôm nay là sự vụn về của em. Đây là màu 09 chứ không phải màu 06 nha cả nhà nha. 09. Em đọc thành 06. Oh my god. Này là 09 nha. Trời ơi, chân thành xin lỗi mọi người, này màu 09, nãy giờ em nói 06. Oh, sorry, sorry, so sorry. I'm so sorry. 09 nha mọi người nha. 09. Đó, một cái sự ngang ngược đến từ em. Một sự ngang ngược đến từ em. Em chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều. 09 nha cả nhà nha. Hiện tại trên môi em là 09 nha. 09. Tuyệt vời quá. Rồi, em qua màu 09. Oh my god. Ly, vô đánh làm gì? Ba màu còn lại coi. Mặc đồ đẹp vô test thôi, ba màu còn lại làm gì coi. Đó, để vẫn còn nhiều son lắm. Lên nhiều khi nó không chuẩn. Rồi. Hello, hello, hello. Hello, hello. Rồi, em lại màu 06 nha mọi người nha. Đây mới thật sự là 06. Hồi nãy em lộn 06 với 09. Này là 09. Còn này là 06, một sự khác nhau hoàn toàn nha cả nhà nha. 09 và 06, đây là cái màu ngày xưa em mua. Em mua một cây và người ta nói là tại vì ship trễ nên là sẽ tặng thêm cây nữa. Nhưng mà cuối cùng em nói là thôi không sao. Và cuối cùng bây giờ em được tặng nguyên một set để giới thiệu cho mọi người. Yeah, 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 yeah.
cái cây này thì em xài rồi, nên em sẽ review một cách chân thật nhất cho mọi người. Một cái sự chân thật đến từ em Sophia, cây son Sophia nha mọi người nha. Sophia trên bán đảo Sơn Trà. Cái này em chế nha mọi người ơi. Một sự chế tạo đến từ Nam Em. Đây, cây này là Best Joy. Hồi nãy giờ cây nào tôi cũng nói Best Joy. Thật sự, đối với em mà son nào cũng Best. Đó, mọi người để ý. Em á là một đứa rất là khô môi, mà hồi nãy giờ em đánh son lì, em chùi đi chùi lại, em phá cái môi em. Bình thường son khác là nó không ăn nổi đâu. Thật sự nếu mà test mà chín màu son liên tục, không thể ăn nổi vào môi. Vì môi mình không thể nào mà ăn nổi son khi mà nó bị va chạm quá nhiều. Đó, cây này thì em xài rồi, nên em chỉ nói mọi người là nếu ai không có tiền thì mua một cây này xài ok, một năm không hết. Em nói thiệt nha, em kể một sự tích cho mọi người. Hôm đó em làm gãi, em nhớ là em làm gãi, em bị làm gãi nó ra. Em tiếc, tại vì nó đẹp quá, chứ không phải là không có tiền không mua nữa, mà nó đẹp quá mình tiếc nên là mình xài tiếp. Thế là em cứ để em túi, chừng nào mà cần đánh á thì em lấy em chét vô tay, xong em quẹt 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 quẹt. Thì em tiếc cuối cùng nó mất, và bây giờ em đã được tặng lại nguyên set. Yeah yeah yeah. Không sao, nhưng mà em giới thiệu cho cả nhà màu. Ồ, đâu có ăn gì đâu mà sao dính răng nữa gì. Bụng mề quá, cũng về thực sự. Cái này em không có búp, em không có nói búp phép, không có thảo mai bán gì đâu nha mọi người. Em mua em nhớ em lướt Facebook em thấy trời đẹp quá em mua, em nhớ rõ ràng là vậy. Em không búp phép đâu, nếu mà ai không có tiền thì mua một cây thôi, mua một cây bỏ túi để dành đi đâu á là đánh. Màu hường người ta nói là sến, nhưng đối với em màu hường không hề sến một chút nào. Màu hồng, màu hồng này là hồng gì ta? Hồng san hô thì phải. Đó, hồng san hô. Không biết đúng không, nói ngồi nói bậy nữa. Màu không sáo nha mọi người nha, em lộn cái màu không chín hồi nãy là không sáo, còn màu này mới là thật sự là không sáo, cái màu em mua ngày xưa em xài nè. Đó. Quánh trên môi là thấy. Mùa xuân tây, mùa xuân tây. Trời ơi, em quấn lên tay nha. Trời ơi, thật sự mà nói, mọi người nhìn đi, không màu nào đụng màu nào. Mỗi một màu là một cá tính khác nhau. Một ngày ra đường mặc bồ hồng, quấn màu không sáo. Mặc bộ đen, quấn không chín. Mặc bộ nào quyền bí, quánh không ba. Bộ nào hai. Ok. Rồi, em có cần quánh full môi nha mọi người coi màu này không ta. Đó, mọi người nhìn đi, nó đẹp thế mà, nó đẹp một cách gực gỡ. Có một sự ăn dụng. Ăn huyết gì cô. Đó. Quánh full môi là vậy đó. Trời, chút nữa em quánh màu này em đi chơi. Nói chứ giờ này đi chơi đâu bà này. Đang dịch mà đâu đi chơi đâu. Đây, chúng em sẽ chết im với cây thông nhà em. Đó, em quánh full môi mà không sáo nha mọi người nha. Thế là mọi người đã có một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuyệt vời. Không, đối với em là quánh lòng môi là đẹp nhất.
Còn quánh full môi là phải make up đậm, thì quánh cái gì lên cũng xịn. Đó. Em qua màu không sao. Ủa lát hả? Có bị lát không? Đâu có lát đâu bạn ơi, chắc do mạng bạn hết 3G á. Tải 3G xài tiếp. Đăng ký gói mấy ngàn rác ngươi. Hỏi chị gì theo? Sao tự nhiên bị lát liền? Bán muối gì sao? Với một cái sự ma sát môi như em thì Candy Love là một sự lựa chọn hoàn hảo. Quánh màu nãy giờ quánh 7 màu trên môi mà không hề bong tróc một chút nào. Cái này là còn màu trên môi chứ không phải bong tróc nha. Để coi lại tiếng, để check in lại coi nhiều khi nói bậy bị chửi nữa. Có chóc miếng miệng khô đó, nhưng mà này là sự lựa chọn hoàn hảo, không phải con khô đâu. Trời ơi, bữa nay em uống ít nước nên là người nó hơi hốc hác. Mọi người nhìn nói em ốm vậy thôi chứ không có ốm đâu nha mọi người nha. Like màu 07 nha mọi người nha, 07 07 một sự trần trụi và vô cùng sung sướng. Oh, Candy Love, Candy Love. Đây, màu 07. Oh my god. Oh my god, look at that, so beautiful. 07 nha cả nhà nha. Đây, cho mọi người coi chất son. Trời ơi, giờ nó có thể tuyệt vời đến như vậy. Thơm nữa chứ. Cây nào cũng thơm. Thơm cái mùi à. Cái mùi mà nó ngon như mùi kẹo vậy đó. Son lì nhưng lại không khô môi và bám rất chặt. Bám rất chặt mọi người. Đây, em lấy chị cái ly. Uống nước không bị trôi son. Uống nước lên cái ly thủy tinh thì tất nhiên là nó phải dính trên ly đúng không? Đây, không có diễn nha. Uống son vẫn còn, có bám nhẹ trên thành ly. Mình nói không bám ly là mình nói xạo. Nhưng son vẫn còn trên môi. Uống nước, bây giờ uống kiểu mạnh mẽ, kiểu minh lì xíu. Đó. Nhưng son vẫn còn trên môi, có bám trên ly. Em khẳng định là không có cái son nào mà uống không dính ly hết. Mấy người đó là giới thiệu, một kiểu giới thiệu lố. Ô về. Đó, son vẫn còn trên môi nha mọi người nha. Và mọi người sẽ không có bị cảm giác quê hay gì khi mà mình để cái môi tái mét đi ăn với bạn bè. Đó, đó hết chưa? Son vẫn còn trên môi, đâu trôi miếng nào đâu. Dính nhẹ miếng trên hành ly cho người ta biết mình đánh son thôi. Đó, nha mọi người nha. 07. Em vừa đánh là 07. 07 07 đẹp tuyệt trần, thế gian này không ai đẹp bằng ta. Son nói chuyện không phải em. Em không dám khẳng định em đẹp đâu, mệt lắm. Đó, 07 nha mọi người ơi. Muối mặn thực sự. Trời ơi. Màu này giống như màu mắm ruốc vậy mọi người. Hả? Đó. Nhìn nó hơi giống ha. 1, 2, 3, 4, 5. Hơi giống 05. Nhưng mà lên môi thì nó đậm hơn 05. Thì nó sẽ, sao ta, phải đánh full môi thì mình mới nhìn rõ. Chứ mình đánh lòng môi thì có thể là hai cái màu nó sẽ hơi na ná. Nhưng mà em thấy nó sẽ hơi ruốc xíu. Còn cái kia nó hơi kiểu, nó hơi kiểu mong manh lanh. Không biết chuyện tả sao. Nó sự mong manh ở cái màu 05, phải không? 2, 4, 5, ừ. Còn màu 07 là hơi ruốc xíu. Ruốc
Đó là nó. Yeah, ok. Em sẽ đánh full môi để mọi người nhìn rõ cái màu 07. Đó. Nó khác đúng không mọi người? Nó sẽ khác. Nó phải khác. Tại vì nếu mà giống thì nó cùng một màu, cùng một số thì nó làm chi ra màu số 07 chị? Đó. Mọi người nó sẽ nhìn mình sẽ cảm giác sẽ rất là tây. Đó. Tây theo cái kiểu luxury á. Tây lắm nha, 07 cực tây nha mọi người nha. Mọi người thử tưởng tượng em đang gắn lông mi nha. Rất tây. Thôi em qua. Qua màu 07. Màu cuối cùng 08. Bao nhiêu một cây? 299.000 Black Friday nha cả nhà nha. Black Friday trên THT. Em có check in ở trên Facebook, mọi người vào đó và chọn một cho mình một sản phẩm phù hợp với túi tiền nha cả nhà nha. Black Friday 299.000. Ốc quế sầu riêng không? Em ăn ốc quế sầu riêng ham bánh mì cũng được. Màu 08 nha cả nhà nha. Đây là cây cuối cùng trong 9 cây son hồi nãy giờ em đã test, đã sử dụng lên bờ môi quyến rũ của em cho mọi người nhìn thấy rõ. 9 cây son tuyệt trần thế gian này. Đây, màu 08. 08 lòng môi. Mọi người phải bầm thật nhanh thì nó sẽ lan ra cái bờ môi quyến rũ của mọi người, sẽ không bị mất nhiều son. Quánh 2 năm cũng không hết. Nếu mà quánh như em thì 2 năm cũng không hết cây son. Mọi người mà quánh liên tục, mà quánh tràn lòng môi thì chắc tầm nửa tháng, ô nửa năm là sẽ hết cây son. Không biết nha, này là không biết nha. Nói mất công, hỏi sực tại tay tôi nữa. Rồi, đây màu 08. Nó sẽ hơi pha một chút ruốt ruốt, một chút màu pink, màu hồng vô. Nhìn mặt mình nó sẽ đẹp theo kiểu khác. Đó, rất là hợp với bộ đầm em đang mặc trên người, đúng không? Nói chung là mọi người chọn nguyên set là dễ nhất. Em nói thiệt, chọn nguyên set là oh my god. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chọn nguyên set. Đây, chín màu son. Chín màu son em đã test lên môi cho mọi người coi. Và màu hiện tại trên môi em là màu 08. Em chỉ đánh lòng môi thôi, em không đánh full môi bởi vì đây là cây son cuối cùng và em sẽ nói chuyện với mọi người một chút xíu trước khi mà em up cái livestream này nha. 9 cây son của Candy Love mà năm em đang sở hữu chỉ có 290, xin lỗi mọi người, 299.000 Candy Love Black Friday chỉ còn 299.000 một cây, giá gốc là 590.000 nha mọi người nha. Tạo dáng để chụp cho tấm hình. Ok. Chụp xong chưa? Rồi. Đây, nếu mà mua nguyên một bộ thì nó sẽ là như thế này. Đó, nguyên một bộ. Để em xếp lại cho nó gọn gàng. Để mọi người coi một set nó sẽ như thế nào. Một set
của Candy Love. Đây, một xét nó sẽ để cho mình coi hết. Đây là chín màu son hồi nãy giờ em đã test cho mọi người coi. Chín màu son tuyệt trần thế gian này, chín màu son tuyệt nhất, tuyệt trần gian. Trần gian có may đẹp bằng Candy Love. Candy Love perfect, perfect. Đối với em chín tiền. Còn bạn nào mà muốn sở hữu cả set thì mình mua cả set. Mình đi làm để dành một tháng đi làm 10 triệu đi, thì mình để dành ra mình mua một bộ son thì mình xài được hết một năm vẫn còn nguyên một bộ. Đây, bộ son của Candy Love. Candy Love chín màu, hồi nãy giờ em đã đánh cho mọi người coi thử chín màu son trên môi em hồng, sắc môi em hồng, sắc môi em hồng, la 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 la, sắc môi em hồng, sắc môi em hồng. Đây, chín màu son của Candy Love nha cả nhà nha, chín màu son của Candy Love. Candy Love perfect, perfect. Good choice, good choice. Đây, đây em sẽ nói về cái sự tuyệt thế gian này trên trần gian. Sở hữu được Candy Love, mình sẽ cảm nhận được cái sự gọi là màu nhung trên môi. Mình sẽ thấy nó sẽ có sự nhung nhung trên môi. Là lúc nào mình muốn cảm giác nhung nhung lụa lụa thì mình bậm môi, mình sẽ cảm giác được cái sự nhung mì nhung. Cái bằng mọi người hiểu chữ nhung không? Giải nhung rồi đó. Thì cái màu nhung là như thế. Nó rất là đã, cảm giác là relax, rất là thoải mái. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lên màu chuẩn. Đó, nãy giờ em thấy là mọi người thấy là em test lên da chín màu, mỗi màu khác nhau, đâu nào giống cái nào đâu, đúng không? Thì mọi người á, có những set son á, mọi người thấy chín cây, nhưng mà khi quánh lên môi á, nó cứ na ná. Còn cái này mọi người quánh xong về, mọi người có thể mix lại hai màu, mix lại với nhau, nó sẽ ra một màu khác và cực kỳ xịn. Và em nhớ là trong make up em đi làm á, thì mọi người toàn là đánh son mix màu với nhau thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà đối với em thì em thích sự natural, nên là em sẽ mua nguyên set. Em chọn cái sự natural nên là em sẽ mua nguyên set. Thì em thích màu nào em đánh màu đó, em không cần phải suy nghĩ về bản màu là pha cái này với cái này thì nó ra cái nào thì nó sẽ đẹp. Đó, thì em sẽ chọn nguyên set, thì mình sẽ đỡ mất thời gian. Và khi á, mọi người mà có một set son mọi người để ở nhà, mọi người sẽ nhìn thấy cái sự chỉnh chu của một đứa con gái. Một đứa con gái mà sở hữu được một bộ son như thế này là mình đã thấy là ô, cô gái này thật sự rất chỉnh chu và rất để ý ngoại hình của mình. Mà con gái mà không có son trên người làm sao tự tin được cả nhà ơi, cả nhà, đúng không? Và cuối cùng là em muốn cho mọi người hiểu được là son này á, nó bám lên trên môi nó rất là lâu trôi, và cái cảm giác nó để lại cho mình cực kỳ dễ chịu. Mọi người thấy em đã đánh son, em đã chùi liên tục, em xài khăn giấy khô nha mọi người nha. Khăn giấy khô, hồi nãy giờ em xài khăn giấy khô, em chùi cỡ đó mình môi em nó vẫn lên được màu chuẩn. Có nghĩa là cái độ dưỡng trong này nó rất tốt, thì nó bám vào môi, nó không làm cho môi mình khô, thì nó lên màu mới chuẩn như vậy được. Chứ nếu mà son bình thường, son mà gọi là son không có tốt, không có best choice á, thì mọi người sẽ thấy là mọi người lên tới màu thứ ba là mọi người thấy nó không có chuẩn. Nhưng mà nãy giờ em lên màu nào là chuẩn màu đó, mọi người thấy không? Cho nên là sự lựa chọn sáng suốt khi chọn
set song của Candy Love nha cả nhà nha. Trời ơi tuyệt vời. Mình có thể chọn cái bộ son này làm quà tặng cho Giáng sinh nè, rồi sinh nhật nè. Trời ơi phụ nữ mà thấy set son là thấy ôi trời, thay vì mình bỏ tiền ra mua một bó hoa thì hãy bỏ tiền ra mua một set son. Nó sẽ xịn hơn và bạn của bạn sẽ nhớ bạn cả đời. Cả đời luôn. Tại vì nếu mình tặng nguyên bộ thì nhiều khi người ta xài không hết, người ta giữ làm kỷ niệm. Đó, thì em tư vấn là vậy. Rồi em out cái chương trình này nha mọi người nha. Candy Love hân hạnh tài trợ chương trình này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, cùng nhau chúc nhau yên bình. La 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 la. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Phải bài đó là bài Giáng sinh ta. Halloween hả? Merry Christmas. Hay sao ta? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Candy Love. Một sự lựa chọn tuyệt vời. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Mướp ơi, chào cô chú Thích Con. Con chào cô chú. Nhi 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 nhi. Ê, thử đánh son cho mướp coi nó lên màu gì. Mướp có một bộ lông màu trắng. Này là chương trình giỡn nha. Mình sẽ chọn cho mướp màu không sáo, màu em yêu thích. Mướp ơi, đánh son, đánh thử coi lên màu không sáo mướp sẽ như thế nào. Mướp ơi. Này là giỡn ngay nha. Có gì đâu mà sợ trời. Sợ kìa. Không có sợ. Đừng hứa đồ. Trời không chịu. Không chịu thôi. Thôi mình phải tôn trọng khách hàng. Mình phải tôn trọng người tạo ra chiếc son này. Sao mình có thể đánh cho chú mèo mình được. Mình muốn đánh thì mình phải tắt like mình mới đánh được. Ok bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Take care.